Anh thấy em thông minh không? Thông minh gì? Vặt hết, để hết vỏ ra một góc. Người ta không thế biết. Mày à, thế mày ăn cả vỏ à? Mình người ta không biết. Nhà ta mà biết cái gì? Thôi, anh chăn bảo cái đồ trên làm mình á, một là của nhà bác anh, hai là của nhà bố anh, ba là nhà mẹ anh, chị anh. Ấy, thì chả thế. Là đây, giới thiệu với mọi người nhá. Đây là Ngô Bao Tử của nhà mình. Ở ngoài đồng rất là nhiều, à nhà mình rất là nhiều Ngô Bao Tử. Đấy, là cái này thì ăn lẩu ngon, ăn sống ngọt ngọt, hơi lợ lợ. Mà cái ngô này á, nó lớn lên nó thành bắp á. Ừ. Nhiều cái ruộng ngô bây giờ, như ở quê mình bây giờ trồng cà rốt, trồng ngô lại bây giờ lại không để lấy bắp nữa. Mà mọi người biết là để lấy làm gì không? Trồng ngô bây giờ ấy, thường là bán cả ruộng cho người ta nuôi bò. Thế nên là những cái loại, những cái bắp ngô này cũng không để làm gì cả. Anh em mình ăn hộ. Đấy, và đây. Đông lắm mình bây giờ người ta cần trồng để bán ngô mà. Và đây mới là món đặc biệt này. À mà thôi tí nữa, mình sau khi mình đây xong đã, mình xào xong cái này rồi sẽ cho mọi người biết món đặc biệt của anh em mình. Hương đồng quả lắm đấy. Đấy, quả lò của anh em mình coi như là đã hoàn thành rồi nha. Mình vẫn không ưng ý lắm về quả lò này. Tại vì nó đường đường là một gọi là gì nhỉ, học ở trường đại học đi xây dựng lại còn quảng cáo cái gì nữa nhỉ, đội làm cầu làm củ gì các cái loại sao mà làm cái lò trông chán không? Chán đẹp không chán gì cái ô đấy. Láo thật thật mà gì? Giống hệt cái người cái cầu tõ mày, giống hệt cái người cái cầu tõ mày. Cầu tõ vậy. Xếp gạch còn đẹp hơn. Mày xếp đi. Xếp đẹp hơn. Bây giờ mình sẽ thể hiện cái món này á. Xào với thịt bò cũng khá là ngon. Ngô Bao Tử xào thịt bò phê lắm nhá. Nó ngọt. Nhưng mà hôm nay mình xào cùng với một cái khác cũng là bò. Đấy, đó là. Rồi, ta lên đã. Lơ bò. Mày phải gạo xay ra thóc được thì mới gọi là gạo cháo. Đấy, bây giờ sẽ đảo chín cái ngô này đã nha mọi người nhá. Xong rồi bắt đầu mới cho cái món chính vào. Đây. Đấy, quả bếp này hiện đại nhá. Nó giữ lửa tốt. Mà giữ lửa tốt nhá. Khói có thể thông ra những hai bên rồi cả đằng sau đây nhá. Đằng sau là cái chỗ chảy than ra ngoài nhá. Đấy. Nó hợp lý không? Nó quá hợp lý luôn đấy. Ai bảo là đều căn bản là nó chưa được khô nên không gắn sử dụng mạnh lực thôi đấy, hiểu không? Mai nó khô đét vào nang lại. Ui rồi, bên đây sẽ là một cái bếp ok, chỗ kia thì là một cái bếp gọi là cái lò nướng tự động đấy, mình cất hết rồi, lúc nào có đồ nướng ra cho ra đấy nướng đấy, đồ xào cho sang đây xào. Và mai ngày kia mình sẽ định thiết kế một cái nhà nữa. Nhưng mà cứ cái đấy cứ từ từ. Sau khi xây cái bếp này xong ấy, thì mình nhận thấy là nếu mà xây nhà bằng cái đá cuội này thì cực kỳ lâu. Hay là bằng chì. Mà không có thì không xây được, tại vì nó sập mất. Xây cái lò sao này thôi mà cũng cảm giác nó nghiêng ngả rồi các kiểu. Đóng ván này ạ. Hả? Bán lều bằng gỗ, ván, cốt pha. Cốt pha là sao? Làm lều bằng cốt pha ấy, cái ván này. Đây, món hương đồng gió nội của anh em mình. Lờ bò. Lờ bò. Người ta thường gọi là lòng bò đấy. Lòng bò xào Ngô Bao Tử nha mọi người nhá. Ngon lắm không nhỉ? Không biết, chưa biết ngon không. Ngô Bao Tử xào thịt bò không, thì nhưng ngon nhưng mà em đấy. Thích món lòng bò ấy. Nhưng mà xào lòng bò thì không biết được nó sẽ như thế nào. Siêu quá nhỉ.
Nếm nếm nhé. Nếm. Nếm nếm. Không, mình nghĩ là mai xem mình sẽ xây thêm cái lò này quặp vào trong một tí. Quặp vào trong một tí thì lấy một cái lối nhỏ đấy thôi. Còn hai bên này xây ngang. Đấy, sẽ để che gió tốt hơn nữa. Để cho cái khói này, à cái lửa nó bốc thẳng trực tiếp lên. Đấy, nó sẽ ok hơn đấy. Chuẩn không? Chuẩn. Cái này thì xào rất đơn giản. Xào như kiểu lòng xào kia thôi. Thiếu mỗi tí tỏi. Quên không mang tỏi. Ui, ngon chưa anh em? Tuyệt vời chưa? Hay. Ôi, lỏng đấy, lỏng đấy. Và Đảo hôm nay sẽ xào cạn cạn một tí nhá. Xào kỹ ăn nó ngấm ngát gia vị ăn nó ngon. Tuyệt vời. Test thử xem cho ngon chưa anh ơi? Ui, trời, tuyệt vời này. Xem nó ngấm gia vị chưa mọi người ạ? Ấy. Trời, bốc hơi nhiều quá. Bớt lửa. Khoan. Từ, phải 2 miếng. Em cũng phải 2 miếng. Ngắn quá. Mời tất cả mọi người nha. Nhỏ quá. Bẻ hết mấy người. Mời mọi người nha. Quá. Hơi dai. Ngon đấy. Dai này bé bé này ăn mới ngon này. Anh em mình sẽ ngồi ăn tại đây luôn. Coi như ăn lẩu luôn. À, mai làm nồi lẩu nhỉ? Ừ. Mai làm nồi lẩu đi. Mọi người muốn anh em mình làm một nồi lẩu Hương Đồng Gió Nội không? Đấy là sẽ đi lấy đầy đủ các loại rau ở khắp đồng này. Bao gồm có nhiều chuột rau này, dớn này. Này, rau này. Rau lại chuột. Rau chuột là rau gì? Lẩu chuột. Thôi thôi thôi, không ăn lẩu chuột. Lẩu chuột không ngon nhá. Mình nói thẳng là lẩu chuột không ngon. Chuột chỉ có nướng, rán. Đấy. Luộc cũng được. Mình sẽ làm một món lẩu Hương Đồng Gió Nội. Bắt cá lên à, lẩu cá. Rau thì rất là nhiều loại rau. Sau mai mình sẽ cho mọi người đi khắp đồng mình tìm kiếm thức ăn cùng anh em mình nhá. Làm một nồi lẩu tuyệt vời luôn. Đây, đây là ngô bao tử này. Úi dồi, đây. Từ. Đấy. Đấy. Ngô bao tử. Nó sẽ bỏng đấy. Ngọt cực. À, bỏng. Ngọt nhá. Ngon. Mình hiểu tại sao người ta hay ăn ngô bao tử rồi. Ngon. Mình phải quánh phát mà bốn cái lòng luôn ăn nó mới đã được mọi người. Ăn một hai cái thôi cho một phát là nuốt là hết luôn à. Nó không tồn đọng gì nào ạ. Nó chỉ ngon. Mai mình sẽ làm một cái đắp một cái tủ lạnh ở đây để bia, để nước ngọt. Cái món này mà không có bia thì cũng là sai sách. Quá là sai sách luôn. Ngoài đồng, nếu mà tìm được đồ ăn ấy thì rất là ngon. Nhưng mà lòng này là lòng mình mua ngoài chợ nhá. Lòng bò mới ngoài chợ ngon. Ngoài đồng cũng có lòng, tay lòng lớn mà ạ. Lòng lợn chết người ta thả khắp nơi. Sợ. Bây giờ quê mình không còn những ngày trước nữa. Người ta ý thức toàn. Nhiều người mình trước đã... có một con ruồi đậu trên ấy. Con ấy. Nói thật ra nhiều người ý thức không bằng cứt con vi trùng luôn. Đấy. Và lợn chết người không ta lại còn trôn. Đem vào đút vào tải xong ném ra suối. Thế nên là suối mình bây giờ nó không được sạch sẽ. Ở trên này vẫn là nguồn nước vẫn còn sạch nhá. Ở chỗ dưới mình là, nhiều lắm. Chỗ mình này nước nó vẫn còn sạch ở dưới khu dưới ấy. Ôi trời ơi. Nhiều khi đi qua hình như có cái mùi gì thối thối quanh đây. Con chuột chết à? Ôi trời ơi, sợ lắm. Nó nổi thôi. Đang ăn ngon, không kể đến chuyện. Đi vào những chuyện cái sau. Chỗ đoạn mà để đi giữa rừng đi săn ấy. Đi vào những cái chỗ thối nghĩ. Thôi. Hay là có người chết nhỉ? đang ăn ngon. Mời mọi người ăn miếng lòng cùng anh em mình. Đây là đây. Còn đây là ngô bao tử nhá. Ngon.
Ngày mai em vẫn chưa ăn miếng mô mà tưởng nó đâu. Ngày mai anh em muốn mình làm gì ở khu vực này thì cứ cứ nói nhá. Giả dụ xây nhà này hoặc là làm biệt thự hoặc là làm một cái gì đấy ở đây picnic này, làm lẩu hương đồng gió nội này hay là đi săn chuột này thì cứ comment ở phía dưới nhá, mình sẽ làm hết. Tại vì sao mình đã bao thầu cả cái con kênh con sông này để anh em đến đây để tránh dịch rồi. Thế nên là mọi người cứ yên tâm. Mình đã thuê máy xúc đó. Hôm trước mình thuê máy xúc xúc hết đất cát với kia lên để anh em mình ngồi dưới lòng sông cho nó mát. Mọi người thấy kinh điển không? Nó phải quan trọng là nó phải chất. Ông à, tư cách đi. Anh em mình mà F0 thì không ai là F1. Tại vì F0 thì F0 chất. Mới là không là F1 chứ tiếp xúc được. Ngồi nhà ăn tối là ngon. Mua sổ. Ngon nhỉ? Ngon. Những cái gì chứ, những cái món nội tạng. Món lòng này nó cũng béo béo mà, dai dai ngon ngon. Nhưng mà muốn chọn nào? Vẫn kém hơn lòng béo, lòng già ấy. Lòng già thì nó béo hơn, nó dày hơn. Nhưng mà cái lòng này thì nó không ấy, không ăn giòn, ngon hơn anh nhỉ. Muốn làm sạch quá, mất hết cứt rồi. Nó hết cái bột. Nó lòng non này là phải có một cái chất dịch ở trong ấy. Đấy, ăn nó mới phê, mới ngon. Còn là bỏ bứt đấy khói. Rồi, thấy chưa? Tác dụng này, khói phun ra này, bên này phun không? Khói nó vẫn phun ra nhưng mà ít, chủ yếu là nó sẽ rang sau. Mai mình sẽ sửa lại cái lò này, vẫn chưa ăn thua. Đại khái là cũng thành công nha mọi người nhá. Như không thành công bằng cái bếp tự xoay đâu. Lò nó tự xoay. Cái đấy là hơi bất tỉnh á, nhà này, nhướng cái đồ gì à? Rất lười là nhờ quay này nhá, tại vì nóng. Mà cái tự xoay nhàn. Mai mọi người cứ comment ở phía dưới muốn anh em mình làm gì ở đây. Làm bể bơi này, chẳng hạn làm nhà này, làm biệt thự này. Khu này của riêng anh em mình rồi nhá. Thế nên là mọi người cứ tẹt bô mà comment. Có khả năng clip đây này mình đây là gia đình villa màu đệ. Khả năng clip này mình sẽ xin phép kết thúc ở đây. Tại vì thời lượng cũng khá là dài rồi. Mai mình sẽ quy hoạch lại khu này để lại làm villa nha mọi người nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Bye bye mọi người nhá.